Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Tình hình là ở tập trước mình nói là đi lấy kim cương đúng không? Rốt cuộc cũng bỏ sót một chỗ kim cương nữa các bạn ơi. Bó tay chấm cơm mình thiệt chứ. Thành thử ra là công việc đầu tiên mình cần làm trong ngày hôm nay đó chính là lập tức trở lại cái chỗ đó để chúng ta lấy nốt cái số kim cương mà bị bỏ quên ha. Chứ không thôi là lại quên tiếp đó. Não cá vàng rồi. Già rồi các bạn ơi. Và lần này oh no. Ẩu rồi đó. Sùng quá các bạn ơi. Mới đầu ngày nhiều năng lượng, dư năng lượng nên là làm mấy pha hơi liều. Và lần này thì đã khác so với lần trước rồi. Mình có mang theo vũ khí, giáp thì được enchant đầy đủ. Thế nên có slam. Wow. Thế nên lần này mình sẽ không có rén bọn chúng nữa các bạn ạ. Sẵn tiện có slam. Thế nên là mình sẽ săn slam luôn để mình kiếm thêm bóng chất nhờn để mơ mốt làm dây rồi đi chăn bò các bạn ạ. Bình tĩnh. Con slam này hơi lạ các bạn ạ. Slam này biết nổ đấy. Ok. Để coi mình sẽ được tổng cộng bao nhiêu bóng chất nhận đây. Xương là cỡ 7 bóng. Ok. Đi chỗ khác đi. Định cản tôi lấy kim cương hay về? Không nhen mấy anh chàng đẹp trai. Rồi. Giờ thì mình sẽ qua ngay khu vực có đá cuội này nè. Chúng ta sẽ trèo lên trên ha. Bởi vì kim cương đang nằm. Ủa? Hình như lộn chỗ các bạn ơi. Bên này mới đúng. Ok, mình đã tới nơi. Và xem coi với cúp gia tài 2 thì mình sẽ được bao nhiêu viên kim cương từ một quặng này đây. Được hẳn một các bạn ơi. Ok. Đợi hỏi gì nữa giờ. Rồi, có được viên kim cương mà mình đã lãng quên trong tới tận 2 tập liền. Cho nên là bây giờ mình đã mãn nguyện rồi. Đi lên trên đây các bạn ơi. Tính ghé vô đào vàng nhưng mà thôi. Cái gì có quá cho qua đi các bạn. Đào cái là chuyển sinh sang thế giới khác luôn đó. Và cũng có một điều mà ở tập trước mình đã bào mòn rất là nhiều. Đó chính là cái set giáp của mình các bạn. Hiện tại sau khi được enchant và đi quẩy bên liên ngục thì nó đã hư gần hơn phân nửa hết trơn rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ tận dụng kim cương mà mình có được ở tập thứ hai để chúng ta sửa lại nó. Mình sẽ lấy kim cương trong rương này ra. Trời ơi, tổng cộng mình có tới 40 viên lận các bạn ạ. Hơi bị giàu đó nha. Sau đó thì cho vô cái đe. À, cởi nó ra trước rồi đó. Mình sẽ sửa trước cái nón đi. 3 viên. Nhưng mà mình đang muốn có một set giáp nó tốt hơn nữa các bạn ơi. Chắc là sau khi sửa xong mình cũng sẽ đi farm thêm kinh nghiệm. Rồi chúng ta sẽ enchant cái set giáp này lại. Những cái món nào mà nó chưa tốt nhất thì mình sẽ cố gắng cho nó thành tốt nhất ha. Rồi, cái ổn cũng vậy. Cũng sửa cho nó 3 viên kim cương luôn đi. Xong, đi thăm ngàn tiếp thôi. Đồng thời cũng phải cày thêm ngọc Luli đó các bạn. Hôm qua mình enchant gần hết số ngọc Luli ở nhà rồi. Ok, cái này thì có được đâu đó cỡ có vài quặng thôi. Nhưng mà với gia tài cấp độ 2 mình đã cày gần được một stack Luli rồi các bạn ạ. Nói chung thì cũng rất là tuyệt vời ha. Lại bị giang hồ chặn đường tiếp rồi. Thích thì bả vô đây mà nốt. Bữa nay là mình ở cương vị khác rồi nhiên. Còn có vàng nữa nè. Mình nghi lắm. Đi hồi kiểu gì cũng gặp thêm kim cương rồi các bạn. Để coi có phải như vậy hay không nha. Bên này mình sẽ đếm tới 5. Sẽ gặp kim cương. 1 2 3 3 gỡ 3 7 5 4 4 4 4 4 thôi. Không có kim cương rồi các bạn ơi. Oh no. Hết hên rồi. Không có kim cương đào đỡ cái này đi. Nó cũng màu xanh này các bạn. Không quen nha. Việc ai nấy làm nha. Mẹ ai nấy giữ nha. Không quen. Không quen mà. À. Thì. Cúc. Thôi, không nhây nữa. Ok. Đừng có giỡn với tử thần các bạn ơi. Tử thần màu xanh trong thế giới sinh tồn đó.
lại thích bắn lên mặt hoài đi á. Bắn nữa đi, ôi bắn hụt. Bữa nay là mình bắn lên mặt lỡ nha. Tới công chuyện liền. Quay 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 quay. Ê, ê. Mình thấy chị Bảy rồi các bạn ơi. Trời ơi, bữa giờ anh Bảy chắc là đang kiếm chị Bảy. Thôi được, thôi được. Mình sẽ dắt chị Bảy vô trong nhà ha. Ôi. Ở đâu rồi? Chị Bảy, à kìa kìa. Rồi, 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 mình đã chọc chị Bảy thành công rồi. Ôi, ôi. Oh my gosh. Vô nhà chị Bảy ơi. Ê, mình chưa làm cái xuồng. Oh no, 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 no. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. Ôi, ôi. Rồi, xong, xong rồi, xong rồi. Đúng rồi, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi, xong phim. Nhưng mà mình không có thể tên để giữ chị Bảy lại các bạn ơi. Vậy cũng hơi khó. Chắc ít hôm nữa mình phải gán đi tìm kiểu như những cái thẻ tên các bạn ạ. Để mình có thể đặt tên cho chị Bảy nóng nảy. Rồi, tạm thời là hai anh chị đó đi nha. Tôi enchant đồ các. À, mà trước hết để mình tách chùm enchant cái đã. Nón nè, rồi tới quần cũng như là ổn. Cây cúp cũng tách ra luôn. Đó chính là những thứ mà mình sẽ cường hóa trong lần này. Và để xem lần này mình có được gia tài ba hay không đây. Xời. Xời. Nói gì cho ngầu giờ các bạn. Một phát lụm liền. Tới cái quần nè cũng một phát lụm liền nè. Chậm không ba. Ui bảo vệ khỏi lửa. Nè, mình cần bảo vệ 4 cơ. Ui đây nè, bảo vệ 4 có cái ủng các bạn ơi. Ngon. Tới cái nón. Đào nhanh dưới nước và hết rồi. Vậy là cần phải enchant lại nón cũng như là cái quần nè. Lần này là chậm hỏng 3 cũng như là ui bảo vệ có vụ nổ. Tiếp tục là chậm hỏng. Sao chậm hỏng nhiều vậy? Lại là bảo vệ khỏi lửa nè. Ủa là có khác gì nãy không? Kỳ cục. Quá tam ba bận. Lần thứ 3. Lần này chắc chắn sẽ là chậm hỏng 3 và bảo vệ 4. Tan tan. Thôi lấy đại luôn đi. Wow rồi đó. Mình chỉ muốn kiếm thêm chậm hỏng cho hai cái món đồ này. Nhưng mà nó không có các bạn ạ. Bây giờ thì ít ra nó cũng đã maximum cái dòng bảo vệ rồi ha. Cá ngon. Rồi, và bữa nay mình enchant cái set đồ nó ngon như vậy, chủ yếu là phục vụ vào việc đi khám phá các bạn ạ. Đi khám phá nhỡ đâu mà gặp cướp, set giáp này sẽ giúp mình sống sót. Và mục tiêu đi khám phá ngày hôm nay, có thể là mình sẽ dẫn những cái người bạn sói nâu này đi thám hiểm và tìm kiếm một ngôi làng. Bởi vì từ đầu tới giờ mình chưa có gặp bất kỳ một ngôi làng nào hết. Cho nên là hy vọng chuyến đi này chúng ta sẽ tìm được một ngôi làng á. Và nếu mà may mắn thì ngôi làng đó có địa hình thuận lợi á, mình có thể dẫn dân làng về luôn. Rồi, giờ thì cho những em sói đứng dậy nè. Bữa giờ ít khi dẫn đi khám phá. Ê, nhưng mà trời đang mưa to không biết là... Ui, mình không ngủ được các bạn ơi. Ôi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Một em sói đã leo lên xuồng của chị Bảy rồi. Thôi xong. Đội quân sói của mình lúc đầu dự tính là 5 nhóc, bây giờ còn có 4 nhóc à. Thôi kệ, cho nhóc đó ở nhà canh chị Bảy đi. Rồi đi thôi mấy cơ, let's go. Và hướng đi của mình á, dự tính là mình sẽ đi về hướng này. Ok, hướng này là hướng mình chưa có đi khám phá thử nè các bạn. Không biết sẽ như thế nào đây. Tuy nhiên thì muốn đi hướng đó chúng ta cần phải có một cái bè nha. Ok, mình sẽ làm một cái bè đi. Tiếp theo là nhảy cực mạnh và đi xuống dưới nào. Ok, let's go, let's go. Ui ui ui, trời trời trời. Khoan, từ từ. Nếu mà đi đường thủy thì mấy em này không có tay le theo được. Cũng khó nha. Hướng này là chỉ thích hợp đi mình thôi các bạn ơi. Muốn đi với mấy nhóc sói này phải đi hướng khác rồi. Mà trời cũng tối rồi, thôi chắc làm giấc đi ha. Cái gì đây? Ôi sao mình mới nghe tiếng tóc biến thoáng qua vậy ta? Ôi trời, hình như con của anh Bảy chị Bảy đi kiếm rồi. Oh my god, thôi thôi đi ngủ đi ngủ. Riết là trong nhà mình là cũng có nguyên cái đại đội của gia đình anh Bảy luôn á các bạn ơi. Và sẵn tiện về lại nhà thì chắc mình sẽ làm cái khiên nữa ha. Cái khiên hiện tại nó hư nhiều quá các bạn ơi. Làm thêm vài cái dự phòng cho chắc cú. Đó 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 đó. Thiệt các bạn ơi, gia đình anh Bảy đi kiếm anh Bảy rồi. Ok, rồi xong phim. Ê, coi chừng, coi chừng. Cẩn thận mấy em sói leo lên xuồng. Ôi ôi ôi. Oh no. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. No 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 no. Rồi luôn. Chị Bảy đi rồi các bạn ơi.
chị bảy ra đi rồi. Thì cái tình chị bảy khẹ mình chi không biết nữa. Chị bảy báo thì yên ổn không muốn đâu. Rồi nếu chị bảy đi thì thôi, mình cũng dẫn thêm được một em sói nữa. À không, không dẫn được các bạn ơi. Và nếu mình đi về hướng này á thì cũng là cái hướng có cái vùng savanna luôn các bạn ơi. Lúc trước mình đi mai á, mình có đi ngang và để ý xa xa có những cái cây sim gai. Đó, quan bển là vừa có gỗ mới mà vừa khám phá được vùng đất mới nha. À, và vùng đất mới đó hình như cũng có một cái sinh vật mới ở phiên bản 1.21 này đó các bạn ạ. Để coi coi hôm nay mình có đủ may mắn và gặp được cái sinh vật đó hay không ha. Quay, quay, quay. Một đàn ngựa các bạn ơi. Wow. Vậy là sắp tới chúng ta có thể trở lại cái vùng này để kiếm một em chiến mã thôi. Vừa có bạn chiến đấu mà vừa có bạn để cưỡi chạy nhanh nữa thì tuyệt vời luôn á. Được nha. Ui, trên này lại có thêm một đàn ngựa nữa các bạn ạ. Ôi nhưng mà đàn này hơi ít ha. Đàn ngựa này chỉ có 1, 2, 3. 3 nhóc ngựa thôi. 2 trắng 1 đen các bạn ạ. Ôi trời, ở dưới thêm một đàn ngựa nữa kìa. Công nhận đồng bằng này nhiều ngựa thì thích nha. Mới mốt maybe là mình làm được nguyên cái trang trại ngựa được luôn á các bạn ạ. Kìa kìa, trước mặt mình là cái vùng đồi núi Savanna. Vậy có vẻ nó cũng rất là cao các bạn ạ. Được á. Nhưng mà không biết là sinh vật mới đó sẽ trông như thế nào. Ê, mình đã gặp được sinh vật mới rồi các bạn ơi. Quay. Hình như cái nhóc này có tên là Armadillo các bạn ạ. Kiểu giống như con tê tê vậy đó. Thấy cưng nha. Ôi đây đây, còn thêm một nhóc nữa nè. Em khá là nhỏ các bạn ạ. Ui, em sợ rồi, em thu mình lại nè. Thấy cưng không? Cúc hà. Cúc hà, cúc hà. Ê, ê, đừng, cẩn, đừng có đánh em nha, cẩn thận. Đánh em tội nghiệp. Ồ, nếu mà như vậy thì chắc mình phải làm một cây chổi thôi. Vì mình cũng có tìm hiểu sơ qua các bạn, là khi mà mình lấy cây chổi để dành quét mấy cái sỏi đáng ngờ đó, mình có thể quét được một cái món đồ rất là đặc biệt nha. Những em sói bắt buộc phải ngồi ở đây nghỉ ngơi một xíu rồi. Mình sẽ cút bộ về nhà một cái. Ok, ngồi xuống đi mấy cưng, không mát nha. Rồi, bởi vì là mình không có đồng trong người á, cho nên là mình phải về nhà. Ủa mà nhà mình cũng làm gì có đồng. Thiệt tình á, nhà mình chỉ có lông gà. Cũng không có lông gà luôn. Có đúng cái gậy thôi các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình phải ra thịt một cái nhóc gà để lấy lông nè. Cũng như là đào một ít đồng á, để chúng ta có được cái phôi đồng nè. Hên là quặng đồng cũng không quá hiếm. Cạnh cái chỗ trồng mía của mình nè, cũng có một ít đồng. Lấy dư dư đi. Mười mốt làm nhiều nhiều chổi đi quét mấy cái nhóc tê tê kia ha. Giờ thì cho vô lò nung siêu tốc của mình thôi nào. Đây, giờ thì mình sẽ làm đâu đó cỡ 7 cây chổi nữa ha. Tổng cộng chuyến đi này mình đem theo 8 cây chổi luôn. Rồi, come back thôi nào. Chắc là mấy ẻm cũng đang đợi mình tới quét cho mấy ẻm đó các bạn ơi. Ok, mình sẽ lập tức xuống dưới này ha. Không biết mấy nhóc đó đâu rồi ta. Kìa 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 kìa. Nhóc này gần mình nhất nè. Lại quét thử các bạn ơi. Đó, xong rồi. Wow. Trời, quét được 4 lần rồi các bạn ơi. Là sẽ gãy một cây chổi nha. What the hell. Nhưng mà cũng đỡ khi mình quét á, thì sẽ không có làm mất máu của cái nhóc Armadillo này ha. Cho nên là cũng khá là an toàn cho em. Thôi được, đã lỡ rồi. Quét sạch xanh xanh luôn. Giống như mình đang massage cho em vậy đó các bạn ơi. Ok. Trời trời trời, gãy liên tục các bạn ơi. Đây là hai cây chổi cuối cùng của mình. Xong luôn. Được đâu đó nửa stack những cái vảy tattoo. Yeah. À, vậy là em còn có tên là tattoo à. Ok. Với những cái vảy của nhóc tattoo đó thì mình có thể kết hợp trong bàn chế tạo. Và chúng ta sẽ tạo ra được một vật phẩm mới rất là hay ho dành cho mấy nhóc sói. Đó chính là giáp cho mấy em các bạn ơi. Rồi, nói là làm ly. Mình sẽ chế tạo cho mình một cái giáp sói đầu tiên. Wow, nó cộng cho sói 11 giáp lận các bạn ơi. Hai nhóc có cái vòng cổ màu đỏ là hai nhóc mình sở hữu đầu tiên á. Thôi được,
làm cho cặp đôi này một cặp giáp ha. Đó, trông khá là xịn sò các bạn ơi. Yo, nhóc sói con bây giờ cũng đã bự rồi ha. Thôi, thưởng cho em bộ giáp luôn đi. Siêu chiến đấu cho Sung. À mà thôi, mình cũng làm cho hết tổng cộng 4 em sói những cái bộ giáp đi. Mình có dư những cái 7 tattoo mà. Rồi, không có phân biệt nha. Cute thiệt sự. Và cũng có một chút ngầu ngầu các bạn. Bây giờ là mấy em đã có thể bảo vệ được mình rồi ha. Những cái 7 còn lại thì chắc mình sẽ đi dành để mình sửa cái giáp sói lại. Ok. Ui nhưng mà trời cũng đã tối rồi các bạn ơi. Mặt trăng ở phía kia kìa. Thôi, mình sẽ tranh thủ đi kiếm con làng rồi chúng ta ăn nhờ ở đậu làng ít hôm ha. Phải đi báo làng tí các bạn. Ôi trời, nhóc kia sợ núp nữa rồi kìa. Cưng thiệt. Ê, mình test thử không ta? Mới có giáp sói. Thôi được, chiến đấu mới cưng. Let's go. Đúng rồi, tấn công bọn chúng. Wow. Đội quân chó sói mình hơi bị xịn sò các bạn ạ. Tiếp tục nào. Đúng rồi, còn con nhện nè. Xử nó luôn. Đúng rồi, dù 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 lại cho mấy em sói xử. Trời ơi. Yeah, bữa nay mình đã huấn luyện những em sói chiến đấu rồi các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Quá dữ, quá dữ. Nhưng mà đừng có chiến đấu với mấy con Ripper nha. Tại mình không muốn bị con Ripper kia nó nổ banh những cái em sói của mình các bạn ơi. Không muốn tí nào đâu. Ui, ui, ui. Ui dạ. Thôi xong. Nó bắn mình là nó sai lầm rồi. Nó bị hai em sói dí kìa các bạn. Tới công chuyện thiệt. Oh my god. Thích quá à. Ok. Giờ thì mình sẽ đi đường vòng á. Chắc là mình sẽ leo lên núi đó các bạn ạ. Wow. Cái núi này cũng đẹp ha. Tự nhiên có một cái giống như là một cái thác nước các bạn. Từ trên núi đổ xuống cơ. Wow. Ê, cái gì vậy? À, giang hồ biển. Ôi vô, ôi vô. Giang hồ biển hả? Mấy em sói, xử ly. Xử nó. Ủa dạ, trời nó phóng. Vậy mà phóng nó đi anh bạn. Mẹ đất ơi, hèn gì. Cái gì nó mới sượt ngang lỗ tai mình các bạn. Nó phóng cái đinh ba ác thiệt chứ. Ui ui ui, Ripper. Thôi 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 thôi. Không chơi, không chơi. Tránh xa nó ra. Ờ, và có một cái điều hơi đáng tiếc á, là gần đây không có một cái ngôi làng ở cái vùng Saibana nào hết các bạn ơi. Tiếc thiệt. Ôi. Ô, dơm ba dân làng. Ây da. Hồi sớm mình đi á, mình không có chế thuốc các bạn ơi. Thiệt luôn. Không thôi là mình có thể làm bác sĩ rồi cứu một cái bác dân làng bị nhiễm dơm ba kia rồi. Tiếc thiệt đó chứ. Con này chạy hả? Định bắn người ta xong rồi chạy hả? Không có đâu. Ok, nếu mà ở đây không có ngôi làng rồi, vậy thì chắc mình sẽ tiếp tục leo núi đi. Coi như bữa nay sẽ là một cái buổi leo núi của mình, cũng như là đội quân chó sói mới trang bị giáp cực kỳ xịn á. Ủa con nhóc nữa đâu rồi? Ê, ê. À đây, 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 đây. Hú hồn con trồn. Lên núi có sắt cũng như là than cho mình luôn nè các bạn ơi. Tuyệt vời. Nay có cúp gia tài ba nữa. Đào mấy cái này đã lắm. Trên núi cũng có ngọc lục bảo nữa các bạn ơi. Kia kìa. Em vậy. Ồ nhưng mà được không? Một viên à. Ê. Thử bên đây coi. Gia tài ba đó. Ra nhiều nhiều đi. Cũng là một viên. Bó tay chấm cơm mình thiệt luôn. Ồ. Nhưng mà xa xa là một cái vùng đất mới nữa kìa các bạn ơi. Wow. Đó là cái cánh rừng gỗ sồi sẩm. Mình sẽ qua đó để chúng ta lấy gỗ sồi sẩm nè. Kế bên thì có mấy cây gỗ băng sam. Được được. Đó là hai loại gỗ mà mình thấy cho mình rất là nhiều gỗ khi trồng nha. Gì? Muốn test sức mạnh đội quân sói tôi à? Tấn công mấy em. Đúng rồi. Không cần đóng cửa tắt đèn vẫn thả sói được các bạn ơi. Ê, ê, ê. Dừng lại, dừng lại, dừng lại mấy cưng ơi. Khoan, stop. Chỗ này không an toàn đâu. Có tuyết các bạn ơi. Mình không biết là có tuyết lúng hay không. Nhưng mà lỡ lúng xuống mấy chỗ tuyết đó thì cũng khá là phiền phức đấy. Nên là thôi, mình sẽ chủ động xuống đây mình thôi ha. Rồi, bắt đầu lấy gỗ cũng như là một tí nữa để cho nó rụng những cái mầm cây thôi. Và chắc chắn rồi, mình sẽ không quên cái việc đó chính là trồng lại những cái cây đã chặt ha. Rồi, mình chỉ cần... Mình chỉ cần cỡ 4 cái mầm cây thôi là quá đủ để chúng ta nhân giống thành một cái cây thiệt là bự rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ đội quân sói của anh. Thức dậy đi nào.
xử lý con xương kia cho anh. Bắn đi, đứng dậy mà bắn nó đi. Ôi trời ơi, cái mặt giáp các bạn ơi. À không, nhưng mà mấy em sói mình mạnh hơn. Giáp vàng mà hé, đòi solo với giáp tattoo hả? Tới công chuyện liền. Rồi, đội quân sói cùng anh đi qua bên cánh rừng kia nào. Vẫn còn một cái lọ gỗ mà mình cần lấy mầm cây nữa. Mình sẽ lựa cái cây thấp thấp xíu thôi, chứ cây cao chặt mệt lắm các bạn ơi. Trái táo đầu tiên trong cánh rừng này. Lậm liền, lậm liền. Ok, giờ thì trồng lại cây cho chỗ này. Rồi sau đó chúng ta đi tiếp thôi các bạn ơi. Tìm kiếm làng trong vô vọng các bạn ơi. Chắc là mình sẽ đổi hướng đi, đi về hướng đông đi. Để xem coi hướng đông có khá hơn là bao hay không ha. Wait what? Trên đường đi, chúng ta còn phát hiện một cái cánh cổng địa ngục gần như là hoàn chỉnh các bạn ơi. Thiếu hai ô nữa thôi là chúng ta xài được luôn rồi ha. Và trong rương thì cũng cho mình thêm một ít cái đồ lặt vặt nè. Ui, giờ đúng hai cục hắc chìm thạch luôn các bạn. Đây có phải là một sự trùng hợp? What the hell? Tèn tèn. Chúng ta đã hoàn thành một cái cánh cổng địa ngục các bạn. Nhưng mà không có thắp lên đâu, tại vì mình bận nè. Chúng ta bận đi tìm làng các bạn ơi. Nhưng mà vẫn chưa có làng nha. Không hiểu sao mình cảm giác như là gần gần đây không có một cái ngôi làng nào luôn hay sao các bạn ơi. Có vẻ là linh cảm của mình đã đúng rồi các bạn ơi. Ngoài kia là biển rồi, làm gì có ngôi làng nào sống trên biển đâu. No, hướng này cũng không may mắn rồi. Chắc phải đổi hướng thêm một chặp nữa các bạn ơi. Lần này chắc mình sẽ đi xuống phía dưới này. Đây là hình như là hướng đông. Đây là hướng nam các bạn ơi. Ok, để xem coi ở hướng nam chúng ta sẽ có thể gặp được làng hay không ha. Ê, mình đã tìm thấy một cái toán cướp các bạn ơi. Danh trại của bọn chúng kìa. Ô mai chúi. Đã tới lúc chúng ta tận dụng sức mạnh của đội quân chó sói rồi các bạn ơi. Let's go. Giải cứu những người bị bắt cóc trong cái toán cướp kia thôi nào. Ui, hình như nó còn ngay một cái tàn tích cổng địa ngục nữa. Wow, nó cũng xài căn cứ đắc địa lắm nha. Ở ngay cái gò đất mới chịu, ngay cái bãi cồn các bạn ơi. Rồi, nhưng mà vậy cũng không ngăn cản được mình đâu. Ôi, sao đông vậy? What the hell? Hơi đông nha. Nhưng mà không phải đông, đông là mạnh đâu. Bước vô đây, thích thì bả vô đây. Đúng rồi mấy em, tấn công, đúng rồi. Let's go. Những chiến binh của anh. Ê, sao đông như vậy? Ôi mày chui. Những chiến binh dũng cảm, chiến đấu đi. Đúng rồi. Bắn bắn hả? Nhắm một mắt bắn hả? Hay lắm mấy cưng. Ê, ê, còn tên nữa. Xử luôn. Ui, xa xa còn tên nữa cơ. Wow. Và hên không có tên đại ca các bạn ơi. Vậy cũng đỡ ha. Rồi, mấy tên lính lát này thì đội quân sói của mình làm được. Xử nó đi mấy cưng. Bữa nay cho mấy em chiến đấu tại ga luôn. Ủa, nhưng mà bọn này hình như không có bắt cóc ai hết các bạn ơi. Nhưng mà thôi, nhìn bọn chúng thấy ghét quá. Bụp luôn đi. Xử luôn. Ok. Spawn ra liên tục luôn các bạn ơi. Ê, vào nãy mình phát hiện có một cái nhóc sói á, hư giáp các bạn ơi. Nghe cái crack nè. Nè. Ok, mình sẽ thay giáp mới cho em á, bằng cách là sử dụng cái vảy tattoo á các bạn. Ok. Ui, giáp này hư nhiều gió. Ui. Trời. Bắn vô giáp của sói tôi hả? Kìa, đằng kia còn tên nữa cơ. Em này giáp chưa hư nhiều lắm hay sao á. Sửa em này cái đi. Ok. Rồi, tạm thời là clear được chỗ này ha. Ui, nhưng mà bọn chúng spawn ngày càng nhiều hay sao á. Nhưng mà cái tên đại ca có vẻ là hơi hiếm á các bạn. Cũng hơi buồn. Phải gặp tên đại ca, sửa tên đại ca luôn. Cái tên mà có lá cờ á. Ồ, cái rương nè. À, một cái sừng. Có tên là hát các bạn ơi. Tiêu tiêu tiêu. Cái sừng này cũng vui á. Ok, lượm đi. Khoai tây thì mình đã có rồi. Rồi, giờ thì đi xuống dưới cái nào. Sau đó sửa cái tên này. Không có tên đại ca thì thôi, chắc mình cũng đành đi vậy. Hey, what
Ê, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền các bạn ơi. Tên đại ca xuất hiện rồi nè. À, tên này để mình. Nãy giờ mấy em sói chiến đấu mệt rồi. Và nó rơi ra một cái vật phẩm. Nó có tên là chai điềm báo các bạn ơi. Đây là một vật phẩm mới ở phiên bản 1.21 ha. Ngon luôn ấy chứ. Ui mà có vẻ bọn chúng đang đông hơn các bạn ơi. Chạy. Né nhẹ. Rồi. Giọt thôi mấy cưng ơi. Bọn chúng đông quá rồi. Chạy thôi. Let's go. Kệ bọn chúng đi. Ui chỗ này có nhung nham. Không được. Thôi được. Nếu vậy thì xử bọn chúng luôn mấy em ơi. Chạy gì tầm này nữa. Ai biểu ép người ta vô đường cùng. Đúng rồi. Mỗi người mỗi việc. Ok. Thành công. Tại vì mình cũng sắp hết những cái vảy tattoo rồi đó. Nên là mình không muốn mấy em sói mình hư giáp quá nhiều các bạn ơi. Nên là mình chọn cách là hạn chế chiến đấu đó. Ok. Giờ thì mình sẽ coi chỗ này có rương gì không. Đây nè. À không có những cái trái táo vàng enchant rồi. Hơi show. Ok. Giờ thì giọt thôi ha. Trời cũng tối tiếp rồi. Và vùng này mặc dù bự thiệt nhưng mà vẫn không có làng các bạn ơi. Kiểu như mình không có duyên trong việc tìm làng hay sao rồi. Ê, nhưng mà cạnh bờ biển đối diện khu vực của bọn cướp có một cái ngôi làng kìa. Yeah. Trời ơi, tưởng đâu hôm nay không tìm được làng rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà tới cuối ngày cuối cùng cũng tìm được. Ui mà trời đang tối nữa. Giờ cảm giác mình sắp vô báo làng vậy ta. Nhưng mà bác thông cảm nha, tôi là lữ khách qua đường thôi. Tôi không phải cố ý báo đâu. Tôi xa cơ lỡ thế một xíu à. Cho tôi ở ké nha. Tới đây, cho tôi ở ké đi. Rồi, tôi ngủ thấy ghét không? Ngủ ké bác ơi, ngủ ké thôi, vui vẻ nha. Thương tích đầy mình vậy không cho tôi ngủ ké là tôi xỉu là bác chịu trách nhiệm đó. Ok, rồi cảm ơn bác nhiều nha. Rồi bác ngủ nướng đi. Không cản bác đâu. Alright, giờ thì mình đã tìm thấy một ngôi làng các bạn. Trời ơi, cái gì mà đẹp vậy ta. Vàng luôn nè các bạn ơi. Chuông này là chuông vàng. Trong truyền thuyết hay gì nè. Nhà mình không có. Thôi mượn xài đỡ ít hôm nha dân làng. Nào tôi dạo lên tôi trả lại chuông khác nha. Rồi có bác nào vẽ bản đồ không. Ủa đây nè. Các bác vẽ bản đồ luôn nè các bạn. Wow. Được đấy. Vì đã tìm thấy được ngôi làng rồi. Thế nên là bây giờ mình cũng sẽ dễ xác định phương hướng hơn á. Ok, chắc là mình sẽ có một cái chuyến đi trở về nhà. Chủ yếu là mình sẽ đi lấy mía. Một vài cây mía mà mình thu hoạch ở tập trước. Rồi sau đó quay trở lại làng ha. Rồi, về nhà mấy cưng ơi. Nãy giờ đi chiến đấu cũng vất vả rồi. Rồi, vô trong nhà các chiến binh của anh. Rồi sớm nha. Ê, đừng có chen nào. Lại chen rồi. Ok, rồi cho bốn nhóc này ngồi xuống ha. Nãy giờ chiến đấu cũng mệt rồi các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ vô trong kho của mình để mình lấy một ít cây mía. Đây, đâu đó cỡ 4 stack đi. À không, mình không đủ 4 stack các bạn ơi. Nhưng không sao, ra ngoài hái thêm là được ấy mà. À, nhưng mà chắc mình cũng sẽ làm luôn cái khối để chúng ta dạy nghề cho dân làng. Cụ thể hơn, đó chính là cái bàn vẽ bản đồ này nè các bạn. Mình sẽ làm cỡ 9 cái đi. Ui, hơi nhiều đó. Nhưng mà thôi kệ, dư còn đỡ hơn là thiếu. Rồi, hái thêm một chút xíu mía nữa là chúng ta qua bên làng được rồi đó. Đây rồi, tôi đã trở lại rồi đấy. Ôi trời, cái nhóc này tăng động vậy. Ờ, không biết cái bác thủ thư kia đang ở đâu ha. Trong này có không ta? Không có. Ủa, có rương. Trời, thổi kèn cái bác này lú đầu lên hết hồn hết vía. Trong này cũng không có gì giá trị lắm. Có vẻ là cái bác đó trốn rồi. Thôi không sao, mình sẽ ở đây và dạy nghề cho một cái bác khác ha. Lại học nghề đi mấy bác ơi. Kìa, bác này có vẻ là ham học nè. Đúng rồi, là ở đây tôi dạy nghề cho. Đúng lần. Rồi, mình sẽ đổi thật là nhiều giấy ha. Xong phim, sau đó là đổi với bác này. Ok. Giờ thì chờ đợi cho bác ấy lên trình thôi các bạn ơi. À, bác này cũng muốn học nghề à, ok. Cho bác cái nghề luôn. Rồi, tiếp theo bác này bán cho mình cái gì đây. Bản đồ khám phá đại dương. Oh no. Ui, cái bác hồi nãy mình nói nè. À, bác ấy trốn các bạn ơi. Ok, mình sẽ đổi với bác này. Để coi mình có đủ may mắn và chúng ta kiếm được cái bản đồ mới trong phiên bản 1.21 này hay không.
Ồ, cũng là bản đồ khám phá đại dương. Có vẻ là mình phải đổi cho mấy bác này lên những cái cấp độ cao hơn đó các bạn ơi. Chứ cấp đầu này có vẻ khó mà có được bản đồ mới lắm. Rồi, mẻ thủy tinh đầu tiên. Chúng ta sẽ có được cỡ một stack tấm thủy tinh ha. Vô đây đổi với bác dân làng liền. Dậy bác ơi, ngủ nghề tập này nữa. Đổi cho tôi bản đồ mới đi rồi đi ngủ nè. Là beautiful. Để coi coi. Bác nghĩ bác ngủ được với tôi không? Thức dậy liền. Thức dậy liền cho tôi. Thức dậy liền. Ủa? À chưa lên cấp. Quê sẻ quá. Rồi giờ thì đủ để lên cấp rồi nè. Rồi lên cấp vàng rồi ha. Đây rồi, đây rồi các bạn ơi. Bác này đã bán cho mình bản đồ phòng thử thách rồi nè. Mình phải lập tức về nhà để lấy sắt cũng như là redstone và làm ra cái lạ bàn ngay lập tức nào. À, một cái thôi là đủ ha. Cái bác dân làng đẹp trai kia đâu rồi ta? Hello, bác này đúng không? Chính xác. Bán liền cho tôi cái bản đồ phòng thử thách nào. Yes sir. Vậy là mình đã chính thức có được cái bản đồ Trial Chamber, phòng thử thách của phiên bản mới này rồi các bạn ạ. Và đây cũng là một trong những cái khu vực sẽ rất là khó khăn, giống như cái tên của nó ha. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể khám phá nó và mang thật là nhiều chiến lợi phẩm trong thời gian sắp tới. Và hôm nay cũng là một ngày rất là tuyệt vời của mình các bạn ạ. Vì mình đã cho những cái người bạn sói của mình có dịp đi chiến đấu nè. Và những người bạn đó rất là mạnh mẽ luôn á. Và cũng như mình cũng đã rất là may mắn khi mà tìm ra được cái ngôi làng này để sở hữu cái bản đồ của phiên bản mới. Và liệu rằng mình có chinh phục được phòng thử thách hay không? Câu trả lời sẽ sớm có ở những tập tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và nếu bạn nào yêu thích những video sinh tồn giống như vậy thì đừng ngần ngại nhấn vào nút like phía bên dưới để cho mình biết có bao nhiêu bạn yêu thích cái cuộc hành trình này ha. Và cũng như bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì có thể ghé vào shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình 1.21 này. Bye bye.